Thiện nam tử, nhưng người muốn qua sông phải khéo giữ gìn bảo vệ thuyền bè, kẻ sắp đi xa phải khéo bảo vệ con ngựa hay, người làm ruộng gieo giống phải khéo giữ gìn phân bón, như vì trị độc phải khéo giữ con rắn độc, như người vì của cải phải nuôi giữ kẻ trên đà la, như vì trừ bọn giặc cướp phải nuôi dưỡng các dũng sĩ tráng kiện, lại cũng như kẻ bị lạnh thích giữ ngọn lửa, như kẻ bệnh hủi phải tìm món thuốc độc. Đại Bồ Tát cũng vậy, tuy thấy rõ thân này chất chứa đầy rẫy vô số những điều bất tịnh, nhưng vì muốn thọ trì kinh Đại Niết Bàn nên phải khéo giữ gìn nuôi dưỡng, không để cho có sự mỏi mệt thiếu thốn. Vị Đại Bồ Tát quán xét con voi dữ và bạn xấu đều chẳng khác gì nhau. Vì sao vậy? Vì cả hai đều làm hại thân mình. Đại Bồ Tát đối với voi dữ không có lòng khiếp sợ, nhưng đối với bạn xấu lại sanh lòng sợ hãi. Vì sao vậy? Loài voi dữ chỉ làm hại thân thể, chẳng làm hại được tâm mình. Người bạn xấu làm hại đến cả thân và tâm. Loài voi dữ chỉ làm hại được một thân trong kiếp này. Người bạn xấu làm hại cả vô số thân lành, vô số tâm lành. Loài voi dữ chỉ có thể phá hoại thân thể hôi thối bất tịnh này thôi. Người bạn xấu có thể làm hại cả thân trong sạch và tâm trong sạch. Loài voi dữ chỉ có thể phá hoại thân xương thịt này thôi. Người bạn xấu có thể phá hoại cả pháp thân. Bị voi dữ giết chết không rơi vào ba đường ác, bị người bạn xấu hại chết ắt phải rơi vào ba đường ác. Loài voi dữ chỉ là kẻ thù của thân xác mà thôi, người bạn xấu là kẻ thù của các pháp lành. Vì thế nên Bồ Tát thường lìa xa những bạn xấu. Kẻ phàm phu chẳng lìa bỏ những lậu hoặc ấy nên sanh ra lậu hoặc, Bồ Tát lìa bỏ nên không sanh ra lậu hoặc. Vì Bồ Tát như vậy còn không có lậu hoặc, huống chi là Đức Như Lai, cho nên Như Lai chẳng phải là hữu lậu. Thế nào là gần gũi với lậu hoặc? Hết thảy phàm phu đều nhận giữ lấy y phục, thức ăn, giường ghế, thuốc thang. Vì sự vui sướng của thân tâm nên mong cầu những thứ như vậy, làm mọi việc xấu ác, không biết chỗ lỗi lầm, phải luân hồi trong ba đường ác. Vì thế nên gọi là lậu hoặc. Đại Bồ Tát thấy rõ sự lỗi lầm như vậy nên lìa xa. Khi cần y phục, liền nhận lấy y phục, chẳng phải vì thân mình, chỉ là vì pháp. Chẳng nuôi lớn lòng kiêu mạn, tâm thường khiêm nhượng hạ mình, chẳng vì sự trang điểm xinh đẹp, chỉ vì hổ thẹn, vì tránh sự nóng lạnh, vì ngăn cản gió độc, mưa dữ, trùng độc, muỗi mòng, ruồi nhặng, rắn rết, bò cạp mà nhận lấy y phục. Bồ Tát tuy nhận lãnh các thức ăn uống nhưng lòng không tham đắm, chẳng vì thân mình, thường vì tránh pháp, chẳng vì da thịt, chỉ vì chúng sanh, chẳng vì lòng kiêu mạn, chỉ vì sức khỏe, chẳng vì tâm oán hại, chỉ vì đỡ đói, dù được món ăn ngon cũng không có lòng tham đắm. Bồ Tát khi nhận lãnh chỗ ở cũng vậy, chẳng để trong lòng có sự trói buộc của tham lam kiêu mạn, lấy đó làm căn nhà bồ đề để ngăn dứt dọc phiền não. Vì che chắn gió độc mưa dữ mà nhận lãnh chỗ ở, Bồ Tát cầu được thuốc thang trong lòng cũng không tham lam kiêu mạn, chỉ vì chánh pháp, chẳng phải vì mạng sống mà muốn sống lâu. Thiện nam tử, ví như người có ung nhọt dùng bột cám rang xốp đắp lên, lấy vải bó lại. Vì máu mủ chảy ra nên phải dùng bột cám rang xốp đắp lên để rút khô. Vì muốn cho nhọt lành nên dùng thuốc rắc lên. Vì tránh gió độc nên ở trong nhà kín. Đại Bồ Tát cũng vậy, quán xét thân là ung nhọt nên phải dùng y phục che kín. Vì chín lỗ nơi thân chảy ra chất dơ nhớp nên phải cần món ăn thức uống. Vì có gió độc mưa dữ nên nhận lãnh chỗ trú ngụ. Vì bốn thứ độc phát ra nên phải tìm cầu thuốc thang. Bồ Tát nhận lãnh bốn món cúng dường là vì đạo Bồ Đề, không vì mạng sống. Vì sao vậy? Đại Bồ Tát suy xét rằng nếu ta không nhận bốn món cúng dường này, thân thể ắt phải hao mòn diệt mất, không được bền chắc. Nếu thân này không được bền chắc, ắt không nhẫn chịu được khổ. Nếu không nhẫn chịu được khổ, ắt không thể tu tập vô lượng pháp lành. Nếu ta không nhẫn chịu được các nỗi khổ, thì đối với những cảm thọ khổ liền sanh lòng giận tức. Đối với những cảm thọ vui liền sanh lòng tham đắm, vướng mắc. Nếu cầu sự vui không được, ắt sanh ra vô minh. Vì thế nên phàm phu đối với bốn món cúng dường sanh ra lậu hoặc. Đại Bồ Tát có thể quán xét sâu xa nên không sanh ra lậu hoặc. Vì thế Bồ Tát còn được gọi là vô lậu. Làm sao Như Lai có thể là hữu lậu? Vì thế mà Như Lai không gọi là hữu lậu.